Liên quan đến sự cố cháy nổ, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Bình Dương vừa có thông tin về đoạn clip ghi lại cảnh một vụ nổ dưới hầm một chung cư tại thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Theo hình ảnh từ camera hành trình trên xe ô tô của một người dân ghi lại, vào khoảng 20 giờ tối qua, khi chiếc xe đang di chuyển vào vị trí bãi đổ dưới hầm chung cư nói trên, thì bất ngờ bóng đèn chiếu sáng trên trần phát nổ, bốc khói. Tài xế ô tô lo sợ cháy nên cho xe lùi lại, rời khỏi hầm chung cư. Do khói bao trùm khu vực dưới hầm chung cư nên cư dân hoảng loạn bỏ chạy. Thời điểm xảy ra sự cố, hệ thống phun nước chữa cháy tự động tại đây không hoạt động. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Bình Dương cho biết, hệ thống báo cháy tại chung cư này hoạt động bình thường. Do ban quản lý không sử dụng hệ thống chữa cháy bằng nước nên nước không phun. Đồng thời, bóng đèn chỉ nổ rồi tắt, không xảy ra cháy.